Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin sáng nay. Tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Lượng khách đến Sầm Sơn tăng cao dịp cuối tuần. Kiểm lâm Quan Hóa tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, giải quyết kịp thời hiệu quả những khó khăn vướng mắc, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 11% trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.200 đô la Mỹ trở lên. Kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa tập trung 5 nhiệm vụ: mở cửa kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm. Kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động làm trung tâm, là chủ thể phục hồi phát triển kinh tế. Thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thanh Hóa phấn đấu chuyển sang trạng thái bình thường mới trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh trước tác động của đại dịch COVID-19. Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030. Chiến lược đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 8 đến 9% một năm, giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng bình quân từ 5 đến 6% một năm, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân từ 5 đến 6% một năm trong thời kỳ 2021-2030. Về định hướng xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2021-2025, nâng cao tỷ lệ chế biến các sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực có lợi thế sản xuất, xuất khẩu kết hợp với xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng nông sản Việt Nam, nâng cao giá trị gia tăng cho những mặt hàng sử dụng nhiều lao động và có tính cạnh tranh cao như dệt may, da giày, điện tử, các sản phẩm công nghiệp chế tạo. Giai đoạn 2026-2030 phát triển các mặt hàng mới có giá trị gia tăng cao, hàng nông sản thủy sản chế biến sâu, hàng công nghiệp chế tạo công nghệ cao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Anh, các công ty gỗ của Anh đang có xu hướng phát triển thêm nhà cung cấp sản phẩm gỗ ngoài thị trường Trung Quốc. Đây chính là thời điểm tốt để các doanh nghiệp gỗ của Việt Nam có thể thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này. Thời gian qua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Anh đã có mức tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt là khi các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được các lợi thế ưu đãi từ Hiệp định UKVFTA mang lại. Đây là thị trường có sản lượng tiêu thụ sản phẩm gỗ hàng năm luôn duy trì ở mức 15 tỷ bảng Anh. Theo các chuyên gia, để tăng kim ngạch xuất khẩu gỗ vào thị trường Anh, các doanh nghiệp không nên phụ thuộc vào một hoặc một nhóm khách hàng mà nên tìm kiếm thêm khách hàng mới. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần có chuyên gia am hiểu văn hóa, tập quán thị trường nước sở tại, tận dụng các kênh bán hàng của nước sở tại để được tư vấn về hình ảnh, nội dung, kiểu dáng, mẫu mã phù hợp. Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cả nước hiện có 64.000 doanh nghiệp công nghệ số. Nền tảng để các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số đang ở mức khá cao. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn gặp những rào cản khó khăn trong chuyển đổi số. Theo khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có tới 60% doanh nghiệp nói rằng chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ là một rào cản thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Ngoài ra, thách thức đối với quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam còn đến từ khả năng tiếp cận thông tin, tài liệu, tìm kiếm chuyên gia hỗ trợ, năng lực quản trị dữ liệu, các rủi ro liên quan đến an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, trong năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai mạnh việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp tập trung vào các nội dung chính gồm: nâng cao nhận thức, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp về chuyển đổi số, số hóa hoạt động kinh doanh như marketing, bán hàng, số hóa quy trình quản trị, quy trình sản xuất, công nghệ, quản lý tài chính. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, tất cả các khách hàng có giao dịch thanh toán hóa đơn tiền điện trên ví điện tử Momo có cơ hội nhận thưởng 1 năm đổ xăng miễn phí. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, tất cả các khách hàng có giao dịch thanh toán hóa đơn tiền điện trên ví điện tử Momo có cơ hội nhận thưởng 1 năm đổ xăng miễn phí.
Theo đó, khách hàng khi thanh toán xăng dầu tại hệ thống Petrolimex, PV Oil có chấp nhận thanh toán Momo sẽ có cơ hội nhận thưởng 1 năm đổ xăng miễn phí trị giá 3 triệu 600 ngàn đồng. Khách hàng trúng giải sẽ được hoàn tiền 50.000 đồng một lần đổ xăng, tối đa 6 lần một tháng, áp dụng trong 1 năm từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Giá trị thanh toán tối thiểu áp dụng là từ 60.000 đồng. Trong tháng 4 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có 136 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 939 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29% so với cùng kỳ. Số vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tại Thanh Hóa từ đầu năm đến nay là 10.900 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Với kết quả này, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì là địa phương đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 6 cả nước về số lượng đăng ký thành lập mới sau các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai. Cũng từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 701 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 58,6% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại, doanh nghiệp đang từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông tin từ Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết, 4 tháng năm 2022, giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,27% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có sản lượng xuất khẩu tăng so với tháng cùng kỳ như hải sản, giày dép, hàng may mặc, xi măng, cói mỹ nghệ xuất khẩu. Cơ cấu thị trường xuất khẩu có những chuyển biến tích cực. Đơn hàng từ một số thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản liên tục tăng trở lại. Hiện các doanh nghiệp đang tăng cường dự trữ nguyên liệu để duy trì ổn định chuỗi sản xuất, đồng thời tận dụng tối đa mọi ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để khai thác, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ về triển khai quyết liệt và hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang khẩn trương xây dựng, triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phục hồi sớm và hiệu quả nhất, qua đó tạo động lực hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội phục hồi và phát triển trong thời gian tới. Trải qua 2 năm dịch bệnh, nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh đã rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính. Nắm bắt thực tế này, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn để kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ như gia hạn nợ, giãn nợ, điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5 đến 2% đối với từng nhóm khách hàng, triển khai thêm nhiều gói tín dụng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4 đến 4,5% một năm đối với các lĩnh vực ưu tiên và từ 6 đến 8% một năm đối với các hoạt động kinh tế khác. Đặc biệt, Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước đã tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp và người dân để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Ngay tại hội nghị này, đã có tới hơn 21.000 tỷ đồng được ngành ngân hàng cam kết cấp tín dụng phục vụ các dự án, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ quý 1 đầu năm nay, thì ngân hàng nông nghiệp Hàng Hóa cũng cho đơn vị vay 100 tỷ đồng với mức lãi suất từ 7% xuống 5%. Đấy cũng là một cái điều kiện rất tốt để đơn vị phục hồi trong cái sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cũng đã thực hiện các cái giải pháp như là giảm lãi suất cho vay, giảm các cái phí dịch vụ và đặc biệt là tiết giảm các cái chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày. Và đồng thời chúng tôi cũng luôn sát cánh với các hộ kinh doanh và cũng như các đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa để nắm bắt những cái khó khăn của các đơn vị và các hộ kinh doanh để từ đó đưa ra những cái cơ chế cũng như các cái sản phẩm cho vay và những cái định hướng hỗ trợ khách hàng làm thế nào đảm bảo được cái sự khôi phục sản xuất kinh doanh trở lại nó được nhanh chóng nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 79 về việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2023. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các ngành địa phương đơn vị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như miễn giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm các loại phí, lệ phí, ra soát hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trong khu vực sản xuất, ưu tiên nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh cải cách hành chính, kiến tạo môi trường tốt nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Khi có dự toán và bố trí nguồn ngân sách thì chúng tôi thực hiện tổ chức giải ngân rất là nhanh, đơn giản các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, từ 7 ngày xuống còn 3 ngày đối với vốn đầu tư và 2 ngày đối với vốn thường xuyên và tạm ứng còn 1 ngày trong ngày giải quyết ngay để làm sao tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân để đưa một cái nguồn lực vào phát triển kinh tế xã hội phục hồi nhanh nhất. Về phía thị xã thì bám sát cái chủ trương chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh để triển khai và tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp một cách kịp thời.
Hai nữa là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, nắm bắt cái khó khăn, vướng mắc để có cái định hướng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi cái sản xuất kinh doanh. Qua 2 năm đầy biến động của đại dịch COVID-19, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang từng bước thích ứng an toàn, phục hồi, nắm bắt cơ hội để tăng trưởng. Và sự đồng hành hỗ trợ kịp thời từ các chính sách hỗ trợ của các ngành, các địa phương, đơn vị sẽ là cơ sở quan trọng để đưa nền kinh tế của Thanh Hóa sớm phục hồi sau đại dịch, phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển 2022, hàng vạn du khách đã về với Sầm Sơn. Và trong sáng ngày hôm qua, biển Sầm Sơn ghi nhận rất đông du khách tham quan nghỉ dưỡng. Thời tiết dịu mát, không bị nắng gắt đã tạo thuận lợi cho du khách tham gia các hoạt động trên bãi biển. Dọc bờ biển từ bãi A đến bãi D rất đông du khách tắm biển. Biển Sầm Sơn là một bãi biển rất đẹp với rất nhiều du khách thập phương về đây. Sau một thời gian dịch bệnh trở lại thì tôi đây rất cảm thấy lạ và đổi mới với rất nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng và những quán cà phê thật đẹp. Sau 2 năm dịch bệnh thì mới được đi du lịch ấy, nên là cảm giác rất là thoải mái. Và khi về Sầm Sơn thì mình cảm giác rất là đông đúc. Không chỉ dưới bãi biển, trên các tuyến phố cũng tấp nập du khách tham quan, ngắm cảnh thành phố biển Sầm Sơn bằng xe điện, xích lô, xe đạp. Nhà hàng, quán cà phê, nước giải khát đều hoạt động hết công suất. Các khách sạn kín phòng, thân thiện, mến khách, nâng cao chất lượng phục vụ đang là cách làm của tất cả các nhà hàng, khách sạn nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Sầm Sơn. Phòng nghỉ thì chúng tôi vẫn không tăng giá, thậm chí là giá cả có thể thấp hơn so với mọi năm. Và chất lượng ăn uống thì cũng là một vấn đề mà khách sạn rất là quan trọng. Thì chúng tôi đã tìm hiểu và liên hệ với những nhà cung ứng mới, đảm bảo cái lượng cung cầu để phục vụ khách du lịch. Chúng tôi cũng đưa chất lượng nhân sự và cái số lượng nhân sự đến 10-20% so với mọi năm. Năm nay quán đã tăng chất lượng dịch vụ du lịch, chất lượng đồ uống và cũng như thái độ phục vụ của nhân viên, tạo cảm giác thoải mái nhất có thể để cho quảng bá du lịch Sầm Sơn đến các mọi nơi trên miền Tổ quốc. Với mục tiêu trở thành thành phố lễ hội, năm 2022, thành phố Sầm Sơn sẽ phối hợp với các ngành, các đơn vị, đặc biệt là Sun Group để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao quy mô lớn, hứa hẹn đem đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và khác biệt, góp phần đưa Sầm Sơn, Thanh Hóa trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất Việt Nam. Trước nguy cơ phát sinh lây lan bệnh dịch trên đàn gia súc gia cầm, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn ngừa dịch bệnh. Đầu tháng 3 năm 2022, sau khi được cán bộ thú y xã hướng dẫn, gia đình ông Nguyễn Hữu Chiến, thôn Xuân Tiên, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn đã đăng ký với chính quyền địa phương để nhập 20 lợn mẹ và một lợn đực giống về tái đàn, cam kết chăn nuôi an toàn sinh học. Trước, trong và sau khi bắt lợn giống về, ông vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh. Nguồn giống thức ăn được gia đình lựa chọn tại các đại lý, công ty uy tín. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nên đến nay đàn lợn mẹ sinh trưởng phát triển tốt. Gia đình tôi là phải làm các cái bắn cái tôn, làm cái chuồng kín và làm dàn lạnh hoàn toàn để trong cái đảm bảo rồi muỗi, chuột các thứ không nhập vào. Hai nữa là các cái hệ thống hầm bioga vẫn phải đảm bảo được vệ sinh môi trường. Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 1 triệu con gia súc gia cầm, trong đó chăn nuôi trong nông hộ chiếm trên 85%. Do chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán nên nguy cơ dịch bệnh như tả lợn châu Phi, cúm gia cầm và viêm da nổi cục trên đàn trâu bò rất lớn. Huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo phòng nông nghiệp, các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi trang trại, nông hộ chủ động áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đặc biệt các hộ dân cần thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng, kiểm soát nguồn thức ăn, con giống và đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi để ngăn ngừa dịch lây lan từ bên ngoài vào chuồng trại. Do ý thức người chăn nuôi được nâng cao nên chỉ trong 20 ngày, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1 cho đàn vật nuôi, nhanh hơn 1 tháng so với kế hoạch tỉnh giao. Chính quyền địa phương thì vẫn xuống là kiểm tra định kỳ thường xuyên, là theo định kỳ của chính quyền. Chúng tôi thì cũng rất chi là tuân thủ, dọn dẹp cái phần đóng bao để cho nó khô mục để đưa ra sản xuất bốn chỗ của. Tiêu độc khử trùng thì một tuần là làm định kỳ, phun thuốc diệt muỗi, sát trùng, rắc vôi bột.
Tính đến thời điểm này đấy, thì cái xu hướng Triệu Sơn hạn chế cái việc nuôi trong gia đình là đã tương đối ổn, tương đối rõ. Và bây giờ đang xu hướng để mà xây dựng những trang trại chăn nuôi đấy là phải theo hướng tập trung, bền vững, đảm bảo các tiêu chí về yếu tố về vấn đề môi trường. Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học không chỉ kiểm soát ngăn ngừa được dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi mà còn mang lại lợi ích cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, để phát triển chăn nuôi an toàn sinh học một cách bền vững, huyện Triệu Sơn đang hướng tới việc xây dựng vùng chăn nuôi an toàn theo hướng tập trung quy mô lớn. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, lực lượng kiểm lâm huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường trực, làm mới được 12 km đường băng cản lửa. Tại các diện tích rừng trồng lâu năm, đơn vị đã vận động nhân dân phát dọn thực bì đạt 100% khối lượng và ký cam kết không vi phạm luật bảo vệ rừng. Xác định nguy cơ cháy dễ xảy ra nhất ở 27.000 ha luồng và nứa, hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa đã tăng cường tuần tra, canh gác, trang bị thêm thiết bị quan sát từ xa để phát hiện, xử lý sớm các sự cố. Đơn vị cũng bố trí kiểm lâm viên địa bàn xuống các thôn bản vận động nhân dân không chặt hạ, tỉa thưa cây rừng trong cao điểm mùa khô, xây dựng phương án để có thể huy động được 1.200 người sẵn sàng tham gia phòng cháy chữa cháy tại các vùng trọng điểm. Tôi thường xuyên theo dõi các cái cấp dự báo cháy rừng, đặc biệt là những cái ngày nắng nóng khô hanh, để tham mưu cho ban chỉ đạo huyện ra các cái thông báo cấp dự báo cháy rừng, triển khai đồng bộ đến chính quyền các xã, bố trí cái lực lượng trực chỉ huy chữa cháy rừng, rồi theo dõi cái tình hình thời tiết, rồi là ngăn chặn các cái tuyến đường mà người dân thường hay mang lửa vào rừng. Từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm là cao điểm của mùa nắng nóng, dự báo cháy rừng trên địa bàn huyện Quan Hóa luôn ở cấp cao. Lực lượng kiểm lâm đã bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị chữa cháy, phối hợp với chính quyền các địa phương, ban quản lý rừng phòng hộ và dân quân tự vệ ở các xã thị trấn, trực 24/24 tại các chốt, các cửa rừng, sẵn sàng tiếp nhận thông tin về tình hình phòng cháy chữa cháy rừng. Tôi thì ở trên này thì chủ yếu là trùng luồng, ở rau lách nó nhiều lắm. Nhưng mà bà con cũng được đảng với nhà nước với kiểm lâm là cũng lên tuyên truyền, là cũng đi phát với là cũng bảo vệ rừng luồng tại trên. Bây giờ là cũng mấy năm đi cũng không hay cháy rừng. Huyện Quan Hóa hiện có trên 85.000 ha rừng, địa hình phức tạp với nhiều loại cây khác nhau. Để không bị động bất ngờ khi có sự cố cháy, lực lượng kiểm lâm phối hợp với Ủy ban dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, chủ rừng và đơn vị liên quan chuẩn bị phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, giám sát những khu vực nguy cơ cao, củng cố kiện toàn 16 tổ đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng, quyết tâm không để xảy ra cháy trong suốt mùa nắng nóng năm nay. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Australia. Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xuất hiện các cá nhân tổ chức tuyên truyền mời chào công dân Việt Nam đi làm việc theo chương trình visa nông nghiệp tại Australia với mức chi phí rất cao, không phù hợp với nội dung thỏa thuận. Trên thực tế, chương trình visa nông nghiệp tại Australia vẫn đang trong quá trình triển khai. Việc ký kết bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia chương trình giữa Việt Nam và Australia diễn ra vào ngày 28 tháng 3 vừa qua chỉ là bước khởi đầu cho việc hợp tác giữa hai bên trong việc gửi và tiếp nhận lao động Việt Nam sang Australia làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhằm ngăn ngừa tình trạng cá nhân tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo thu tiền của người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tuyên truyền thông tin tới người dân tại địa phương về việc không đăng ký theo bất kỳ cá nhân tổ chức để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Australia. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thời gian thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022. Năm 2022, thí sinh lớp 12 sẽ đăng ký dự thi trực tuyến qua tài khoản là số căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc mã định danh. Các thí sinh thuộc diện khác sẽ đăng ký trực tiếp tại điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí. Phiếu đăng ký dự thi không bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng, do khi có kết quả thi tốt nghiệp, thí sinh mới đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Tuy nhiên, phần cuối phiếu đăng ký dự thi sẽ có mục tích lựa chọn có hay không đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022. Kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày, 7 tháng 7 và 8 tháng 7.
Ban tổ chức SEA Games 31 đã có quyết định chính thức về phương án phát hành vé các môn thi đấu tại đại hội. Trong đó, có thể miễn phí vé cho người dân vào xem thi đấu môn số 1. Để góp phần quảng bá SEA Games tới đông đảo các tầng lớp nhân dân và cổ vũ các vận động viên thi đấu, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức SEA Games 31 khuyến khích các địa phương đăng cai, tạo điều kiện cho người dân vào xem miễn phí một số môn thi đấu. Các trường hợp có bán vé phải tuân thủ quy định của ban tổ chức. Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết có thể sẽ chỉ có môn bóng đá bán vé, còn các môn khác sẽ miễn phí cho người dân. Các cuộc thi đấu tại SEA Games 31 sẽ diễn ra ở thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc. Trong đó sẽ có một số môn tranh tài trước giờ khai mạc vào tối ngày 12 tháng 5 như bóng đá nam, kickboxing, bóng ném bãi biển sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 6 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, từ vùng đất hoang sơ nghèo khó, hiện nay khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa đang ngày càng trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để có được kết quả này, phải kể đến vai trò, sự đóng góp của doanh nhân Lê Xuân Thảo, giám đốc công ty đầu tư và du lịch Hải Tiến, một trong những người đầu tiên đặt nền móng đầu tư phát triển khu du lịch này. Doanh nhân Lê Xuân Thảo là người con của quê hương Hoàng Tiến, Hoàng Hóa. Sinh ra gắn bó với biển, chứng kiến cuộc sống mưu sinh vất vả của người dân nơi đầu sóng ngọn gió, ông luôn trăn trở muốn làm điều gì đó để mang lại sự đổi thay cho quê hương mình. Năm 2004, ông quyết định đầu tư phát triển khu du lịch Hải Tiến. Cái bãi biển rất đẹp và Hoàng Hóa nên phát triển du lịch. Vì thế cho nên chúng tôi đã kêu gọi được 7 nhà đầu tư về đầu tiên. Và với quyết tâm như thế, với khó khăn bao nhiêu như thế nhưng mà chúng tôi vẫn vượt qua để mà đưa bãi biển Hải Tiến phát triển mạnh như ngày nay. Kiên trì vượt qua khó khăn, từng bước đầu tư phát triển. Đến nay, khu du lịch biển Hải Tiến đã có hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp với khoảng 6.800 phòng, các khu dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn. Trong đó, riêng doanh nhân Lê Xuân Thảo đã đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng xây dựng hệ thống khách sạn Ánh Phương với gần 500 phòng và các phòng hội nghị, khu biệt thự cao cấp, bể bơi. Mỗi năm, đơn vị phục vụ hơn 300.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, đơn vị đã đón nhiều đoàn khách đến tham quan nghỉ dưỡng và gần như đã kín lịch khách đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ và khai trương du lịch biển Hải Tiến sắp tới. Chúng tôi phải tăng cường cái đào tạo nhân lực tốt hơn. Thứ hai nữa là về cái hạ tầng du lịch thì chúng tôi cũng phát triển hơn, có những cái chỗ vui chơi giải trí, mở rộng ra các cái đường xá, tất cả các hệ thống giao thông rất là tốt để phục vụ cho cái du lịch. Ở cương vị Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Tiến, doanh nhân Lê Xuân Thảo vẫn đang tích cực động viên và trực tiếp mời gọi các doanh nghiệp tham gia vào những dự án du lịch ở địa phương, đưa Hải Tiến trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch cả nước. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho người dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cục Đường sắt Việt Nam vừa công bố đường dây nóng để tiếp nhận xử lý các thông tin an toàn giao thông đường sắt dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đường dây nóng 0865367565 sẽ tiếp nhận, xử lý và giải quyết các thông tin phản ánh về công tác phục vụ vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Ngoài ra, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị Ban An toàn giao thông các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua tăng cường kiểm tra, đôn đốc các hãng taxi, các chủ doanh nghiệp có sử dụng lái xe, phương tiện cơ giới tham gia giao thông, nâng cao trình độ kỹ năng lái xe, điều khiển phương tiện giao thông khi đi qua điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đảm bảo chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn, sự cố xảy ra do chủ quan. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 3 tháng 4 năm 2022, lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nên tình trạng giao thông ổn định, không xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, tình trạng một bộ phận người dân vẫn vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Bắt đầu từ 16 giờ chiều ngày 23 tháng 4, số lượng người dân và du khách về Sầm Sơn đã bắt đầu tăng dần. Lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường gia tăng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí hướng dẫn phân luồng trên các tuyến đường như quốc lộ 47, đại lộ 5 sông Mã.
Tại khu vực quảng trường biển, nơi diễn ra lễ hội, đã bố trí các lực lượng chức năng dọc theo hai bên đường để nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nên tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đây ổn định và được đảm bảo. Tuy nhiên, tại tuyến đường Lê Lợi, vẫn còn một bộ phận người dân lập bãi gửi xe trên vỉa hè và đứng chèo kéo vẫy khách ngay dưới lòng đường. Đây không chỉ là hành vi mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, tình trạng người tham gia giao thông, đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng vẫn còn xảy ra. Năm nay khai trương Biển Sơn thì lượng khách về đông hơn so với một vài năm gần đây. Về trật tự giao thông thì các lực lượng chức năng làm tốt nên không xảy ra ùn tắc giao thông. Nhưng một số thành phần thanh thiếu niên thì cũng chưa chấp hành tốt về trật tự an toàn giao thông. Thì xe mô tô lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông và không đội mũ. Những hành vi vi phạm giao thông như lạng lách đánh võng thì nên xử lý nghiêm để răn đe và đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người. Năm nay thì em thấy là lực lượng chức năng làm việc rất là tốt, các anh ngay từ các ngã ba ngã tư thì các anh có đứng tại đấy và các anh chỉ đạo phân luồng rất chi là tốt, giảm hẳn cái tình trạng ùn tắc trong quá trình di chuyển tham gia giao thông. Ghi nhận vào lúc 22 giờ khi tan lễ hội, lượng người và phương tiện trên quốc lộ 47 và đại lộ Nam Sông Mã đổ về thành phố Thanh Hóa rất đông. Các lực lượng chức năng luôn có mặt kịp thời để điều tiết giao thông tại những điểm có phương tiện lưu thông cao. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông đã có ý thức không chen lấn, xô đẩy, tuân thủ và chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, góp phần thành công vào lễ hội Biển Sầm Sơn 2022. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.